chưa, con duỗi á, con nhảy á, đây nè con nhảy á, đứng trên này nè, đứng đây con nhảy, con phải chúi cái đầu con xuống nghe chưa, chúi cái đầu xuống nghe chưa, 1, 2, 3 chuối xuống, đúng rồi, chuối xuống. Chị thấy chưa, thấy chưa, được mà. See, you did it. Mừng quá, mẹ vui quá đi. Thôi, nữa không, để mẹ dục cho. Mẹ dục cho, chứ con dục xa lắm á. Không, dục đồ quá gần, biết không. Mẹ dục, không có quá xa mà cũng quá gần. Ok, chưa nha, chưa, chưa. Rồi, nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn, nhảy luôn. Đúng rồi. Hết rồi, nữa, ở ghét. Đúng rồi, bây giờ mẹ thảy xuống là con nhảy xuống con chụp liền nghe chưa? Ok, rồi nha. Con chanh, cái gì vậy, làm gì vậy? I'm just watching my video. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị chờ mẹ nha. 1, 2, 3 gì vậy? Trời, con nó có xuống đáy hồ đó mà bà diễn sâu quá vậy bà. Rồi đâu, rồi ra gồ đâu, kìa. Kìa. Lặn xuống. Rồi bà diễn sâu ghê không? Không, you can get it by your feet. Chị đi. Con lấy bằng cái chân con được á. Không, cái này là không có nhảy được. Cái này là không có nhảy được. Like this. Rồi đâu, ra gồ đâu. Ở dưới chân con kìa, lấy cái chân, vớt cái chân lên. Sao màu vậy, sao nhảy hoài vậy? Đâu? Đúng rồi, xuống lấy, đúng rồi. Để mày đè xuống, để mày đè đầu xuống. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Chúi xuống. Thôi bây giờ lấy cái tay đi. Use your hand. Lấy cái tay đi, lấy cái tay đi, lấy cái chân đi lột, lấy cái chân, móc cái chân lên đi rồi mẹ thải chỗ khác. Cái này chỗ này khó lắm con. Rồi con nó ráng kìa, con nó ráng kìa cô chú ơi. Giỏi ghê chưa? Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi. Ê, đi cho mẹ dục, để mẹ dục, để mẹ dục, để mẹ dục. Mẹ mẹ dục nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị tư thế. Con làm gì vậy? I'm sorry mom. I'm just mommy. Ok, rồi chuẩn bị tư thế nha, chuẩn bị tư thế chưa? Mommy. I keep doing this. Ok, rồi chuẩn bị tư thế nha. 1 2 3 nhảy nè, bước xa xa ra, bước xa ra. No no no, bước ngay chỗ này. Bước ngay chỗ cái bench. Đúng rồi, rồi nha. 1 2 3 jump. Yeah, đúng rồi, giỏi. Good job, good job. Nữa, nữa, nữa. Đúng rồi, cái này có ly. Okay. Chưa, chưa, để nó chìm xuống. Thôi, cái đó là đâu có xa đâu, gần mà. Rồi, vậy, lấy đi. Rồi đó, nó tuốt dưới rồi đó, lấy đi. Lặn xuống, lặn đầu xuống. Lặn đầu xuống. Lặn cái đầu xuống xa chút. Sao vậy? Nên chị chân. Rồi, cái này. Nó để nó tốt ở dưới đây rồi. Rồi lặn xuống. Hả? Mommy again, mom. Rồi làm đi, lấy đi. Mommy, I can be. Let's play with your feet. Là sao? Shoot. Làm gì vậy? Ê, 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 đỡ đi, đỡ đi, chạy đi. Làm gì? Con muốn lấy cái ống hút hả? Trời ơi, nó lấy đôi dép của tôi để nó khiêu cái đó lên, nó có được đời nó không? Rồi, lấy đi. Chưa được hả? Đây không thể nào cầm ống hút được hết, bỏ ống hút xuống. Rồi lặn xuống lấy. Can you help me, mom? No, không được, không được. Không được, không được, không được. Con mặc áo phao vô là con không bao giờ chìm được hết, con phải nổi lên không à. Không được, mặc áo phao vô là you gotta flow, you gotta be singing into the water to get it. Con phải lặn xuống con mới lấy được, chứ con mặc áo phao vô là con nổi không mà, nên con đâu có lấy được. Mom, I don't want to wear it. Ừ thì đó, mẹ cũng đâu muốn con mang đâu. Đó, đi xuống nữa, đúng rồi. Cố lên. Giỏi, rồi bắt đầu, bây giờ lấy hơi nha, lấy hơi, lặn xuống. Lặn xuống, đá cái chân. Kick your leg. Đá cái chân. Hey. Lấy đi.
Đúng rồi, xuống cái nữa. Hít thở, deep breath. Deep, hít thở sâu. Đúng rồi, xuống, xuống. Lấy chân này. Trời ơi, chịu thua. Ôi trời 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 trời. Giữ rồi ta. Ôi trời trời trời, giữ ta. What are we gonna do now? What are we gonna do now? Giờ mình phải làm gì hả? Chỉ có một cách cuối cùng là con lặn xuống con lấy thôi. Cố gắng, cũng cố gắng. Again, try again. Thử một lần nữa. Deep breath. Ok. Bây giờ mày giúp con mày nhận cái đầu con xuống nha. Ok. Rồi, that's better, ok. Gì làm vậy? Ủa làm gì? Làm gì? Làm gì? Ủa, cái gì? Ủa tự nhiên lên ngồi. Trời ơi trời. Tự nhiên lên ngồi làm y như là làm phép thuật vậy đó cô chú. Rồi giờ nó muốn làm gì làm. Trời ơi, tự nhiên lên ngồi xếp bằng là y như làm phép thuật vậy đó. Có được đời không? What are you doing, mom? Hả? What are you doing? Nói gì là sao không hiểu. Rồi, đó đây. Bước. Rồi, lại đây mày nhận cái đầu xuống. Ở đây mày giúp nhận cái đầu xuống nha. Xuống. Xuống. Xí. Mày nhận cái đầu xuống là được cái gì? Giỏi à. Hay không nữa hả? Ok, rồi đứng lên trên, đứng lên trên. Rồi cái gò kia đằng kia thôi, chỗ kia đó nó thôi. Thôi đứng lại chỗ kia, đứng lại chỗ kia. Thôi sâu lắp lại chỗ này đi, này nè. Rồi, chưa. Giỏi. Quá giỏi. Rồi đứng lên tiếp. Rồi bơi ra ngoài lấy đi. Rồi ôi giỏi ta, bơi vô. Quá dữ luôn người nhái ơi. Trời ơi người nhái nhảy dữ ta. Dữ. Hay lắm nhái ơi. Rồi bước lên nhái. Làm gì? Hả? À thấy gần thôi hả? Thải gần quá đường thải xa hả? Tại sao con người không có sự cố gắng? Mình gần, sao mình tiến xa ra thì mình mới bơi giỏi chứ? Ok, rồi, nhảy. Giỏi. Con người phải có sự cố gắng chứ? Đâu có thể nào dậm chân tại chỗ được, đúng không? Nhảy đi. Giỏi, quá giỏi, chút nữa gọn thổi khen mình nói giờ báo. Ê, quay cái này về. Quay cái này là chút nữa mày đăng lên cho ba coi đó. Nên là tắm cho hay để cho ba thấy con giỏi. Đứng lên. Ừ, ok, rồi hứa nha. Tắm cho hay cho ba thấy giỏi nha. Đó, giỏi bơi vô. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Rồi ở dưới kìa, lấy đằng sau lưng con kìa. Rồi, lặn xuống mày đè đầu nha. Dạ không. Ủa không hả? Ok. Dạ mẹ. Dạ mẹ phải không? Rồi ok, lại đè đầu. Rồi một, hít thở, đè xuống. Ủa chưa lấy được luôn hả? Chưa được luôn hả? Ok, rồi đè đầu nữa nè, một, hai. Xuống, đúng rồi. Giỏi ghê luôn, chút ba coi ba khen chạy. Trời ơi, ba khen dữ lắm. No. Sao? I'll put my hand your legs. Ok, rồi sao nữa? And rồi lấy. Đúng rồi. Giỏi ghê vậy ta. Nó giống như con cá heo vậy trời. Nó thải đâu cái cá heo chạy lấy đó. Cá heo. Ờ mẹ thấy luôn, trời ơi mẹ thấy con giỏi lắm. Rồi lại lấy luôn. Đúng rồi, trời ơi cá heo ơi, giỏi quá heo. Bé heo. Trời ơi bé heo kìa. Ôi cha ơi giỏi. Giỏi ghê. Giỏi lắm heo ơi. Đây mẹ thải cho. Đó, nhảy xuống heo. Vô luôn, hay lắm. Daddy, đó, daddy see. Daddy thấy chưa, thấy chay chưa, chay quá giỏi luôn á. Chúc là mẹ gọi điện thoại cho ba chừng nào đăng video clip lên. Hả? Mẹ kêu daddy đó, mẹ kêu daddy chừng nào coi video, coi chay nhảy luôn. Ok, rồi, lại tới lấy đi. Trời ơi, vô, giỏi. Hay lắm bồ ơi. Quá hay luôn bồ. Rồi đưa đây bồ. Dục hả? Con tự dục hả? Ok. Dục gần nè. Con nó dục gần nè. À con muốn lấy cái phong để mẹ nhận đầu. Con muốn lấy cái đó mẹ phải nhận đầu con mới được. Ok. Con muốn lấy cái dưới đó là mẹ phải nhận.
Rồi ok, đứng im em, mày nhận đầu xuống. Rồi, nhận đầu xuống nha, vô. Giỏi quá bồ ơi, hay lắm bồ ơi. Chỉ cần mà đẩy đẩy gì. Đúng rồi, ô bây giờ lấy hai cái luôn hả? Wow, hay ta. Rồi đưa đây. Có đó. Cô chú thấy nó tự chơi, tạo ra trò chơi cho nó chơi không cô chú? Trời, dữ à, cái này dữ à, cái này dữ à. À trời, thải kiểu lạ hả? Hả? Để mẹ thải cho, để mẹ thải cho. Ok, the same time, ok? No, you jump. Ok, ready? Get ready. Sẵn sàng. 2. Giỏi. Vô, bơi vô. Bơi vô. Trời ơi, giỏi chưa cô chú? Cô chú ông bà thấy chay giỏi chưa? Quá rồi. Đâu nữa, thấy đâu nữa? À, trời trời trời, rồi tiếp tục coi. À, trời ơi, cái đó xa kìa. Cái đó xà đó. Rồi sao giờ sao? Mày giúp con nha. Lấy cái đó trước đi. Đúng rồi, lấy cái đó trước đi. Ok, mày giúp con, mày đè đầu con ra nha. Ok. Hả? Không hả? Cái đó xà đó. Cái đó là lỡ xà rồi đó. Thôi kệ nó, cho nó nằm dưới đi, để mày giục cái này cho. Bởi vì mày nói để mày giục cho mà con cãi mẹ. Không, cô tính lấy cái con đó đó hả? Rồi nó lấy con đó để ra khơi đó cô chú. Nó lấy con đó để nó bơi tới đó, nó xuống nó lấy đó. Con bơi đó đi ra ngoài đó xong con lặn xuống con lấy. Con hô cái con cá, hô cái con cá. Hô cái con cá bơi ra tới ngoài đó. Giúp con phải không? Ok. You can do it. Ok, chưa. Sao nữa đây nè. Đây nè, con bơi con cá ra ngoài đây, cầm con cá, bơi ra ngoài đó. Bơi đi ra ngoài đó. Rồi, thả con cá ra lặn xuống. Thả con cá ra lặn xuống được không? Thả con cá ra lặn xuống rồi ngồi lên chụp lại con cá. Hả? Dạ, tới đó thả con cá ra rồi cái lặn xuống rồi chụp lại con cá. Nhưng mà mình phải là lặn thở, hít thở sâu. Rồi cái chân mình phải đạp cho nó nhiều thì mới lặn xuống được. Rồi sao? Giờ sao? Mẹ có thể nào bảo vệ con được không hả? Mẹ lúc nào cũng ở đây để bảo vệ con mà. Rồi bây giờ mẹ đẩy con xuống nha. Ok. Chứ sao? Hả? À con đẩy mẹ xuống hả? Để cho mày lụm cho con á hả? À, thôi. Không có tắm đâu, mẹ không tắm đâu. Hả? Cái gì? Cái gì? À bắt cái ghế xuống dưới lấy hả? Rồi đúng rồi, cái đó. Rồi con thải, con thử thải ghế xuống coi. Thử thải ghế xuống coi. Ok, thử thải cái ghế xuống coi. Rồi bây giờ nó suy nghĩ tới cái ghế. Mày coi nó làm cái gì. Cái gì vậy? Ý ý ý ý. Làm gì vậy? Rồi giờ cuối cùng có lẩm không? Rồi. Hold on to the chair. Cái ghế nặng quá hả? Chúi cái người xuống. Đây nè. Nè.
chưa? Đâu, nắp kìa. Mom, baby, do it again. Ok, tự làm đây. Chúi cái người xuống, con phải nghiêng cái người xuống. Nghiêng xuống, đây nè, đây nè, đây, chưa? Nghiêng cái người xuống. Chúi. Đúng rồi, không, không, thẳng tay ra, thẳng ra. Thẳng ra, thẳng, thẳng, thẳng. Chúi xuống, chắp tay xuống. Chúi xuống, chúi cái người xuống, nghiêng cái người xuống. Một, hai, ba, vô. You did it, see? Yay. That's my daughter. Good job, Katie. Good job. See? Ok. Giỏi. Giỏi. Còn cái kia nữa, cái kia nữa. Go get it. Swim out ra, get it. Ra, 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 ra ngoài đó lấy, ra ngoài đó lấy rồi mày, mày, mày chiên con cá ra cho. Rồi, giờ nhảy ra ngang, nhảy đi, lại lên kia nhảy. Bạn chị nhảy, lấy cái đó đi. Hả? Không, không có xa. Lại nhảy đi rồi cái bóp cá. Giỏi ghê. Á đừng đà, á đừng nọc, nó đổi đừng á đà ơi. Á đổi bá đời đổi luôn cô chú ơi. Mommy, I close my ear. Hả? I close my ear. À, dục nữa phải không? Ui xa, trời 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 trời, dữ à, cái này dữ à. Cái này là xa nha. Cái này là đường xa ướt mưa nha. Rồi, bơi ra đi. Yeah, rồi nè. Cô muốn đi đường nào? Muốn điền nào, cũng muốn điền kia phải không? Ok, từ từ nha. Trời trời trời, làm gì đó, làm gì đó. À, vận động đó, vận động trước khi ấy phải không? Cái gì vậy? Vận động trước khi ấy phải không? Cái đó là xa đó. Cái đó là hơi xa chút nữa đó, muốn mẹ giúp không? Rồi ok, bây giờ nó bây giờ chay sẽ bây giờ chay. Đứng đây. Còn con đứng đó mày đâu thấy đâu, đâu có quay được đâu. À, đâu có thấy unicorn đâu, con phải đứng lại đây nè mày mới thấy. Ở đây. Có được, được không? Đứng gần lại mẹ mày mới thấy. Lại đây Huy, lại đây Huy, lại đây nè. Nó để nó xoay dưới nước kìa mình coi đó cô chú. Giờ tới xoay dưới nước à. Thấy unicorn không? Không thấy con trai gì á. Xoay sao? Twist out, twist. Mom, did you see my tricks? Chưa. Did you see? À, nãy lắc đầu á hả? Ừ đúng rồi, bơi xuống là lắc đầu thấy rồi. Rồi chim bồ câu kìa chay kìa. Wow, chim bồ câu lại đậu kìa chay kìa. Con kêu câu hay câu? Câu ở đâu có câu? Mom, catch him. What? I got him. Rồi, sao? Xanh sao? Oh, that's mosquito. Rồi, lặn xuống, sẵn lặn xuống. Rồi, lặn xuống, xoay, lặn xuống, xoay. Lặn xuống, xoay. Xoay vòng tròn dưới nước cho cô chú coi coi. Nữa, đi lại thằng đó nữa, thôi đi vô. Thôi mệt quá. Rồi giờ không sao. Lại thằng đó xa quá, đi thôi á. Không thấy gì hết à. À, quay vậy đó hả, quay vậy đó hả. Ừ, thấy rồi. Mà đứng lại đây quay mày mới thấy. Just a little bit, not that much. Thấy có chút xíu à. À, đúng rồi, à, xoay vậy dưới nước, đúng rồi. Con lặn xuống luôn, con lặn xuống rồi con xoay. Đúng rồi. Đúng rồi, hay. Thấy rồi, thấy rồi, cảm ơn nha. Đó, cô chú thấy chưa, cô chú thấy chưa. Is it exciting? Quá hay luôn, quá là hay đó. Cái đó là entertaining luôn á, quá giải trí luôn. Nó hỏi thấy có hay không, ý nó vậy. Lặn luôn, lặn qua khỏi con unicorn luôn. Hít thở thật sâu, lặn qua khỏi unicorn luôn. Sâu nữa, sâu nữa.